xin kính chào toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đam mê hoa lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay là phiên buổi trưa ngày 26 tháng 9 đúng không? Năm 2024. Kính chúc anh chị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Và như thông thường thì shop nhà em vẫn luôn luôn cập bến cho anh chị rất là nhiều sản phẩm lan mới ạ. Ngày nào gần như là cũng đều có hàng mới về cho anh chị, nên là mọi người ơi, các kênh video bán hàng nhà em mọi người nhớ là đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất của nhà em có nha anh chị nhé. Đây ạ, các dòng lan cát này hôm nay về những bụi sơn thủy tiên cực kỳ là đẹp luôn. Và có cả thiên nga, hôm nay những bụi thiên nga củ siêu mập đẹp, giá lại rất là rẻ nữa. Và anh chị có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo, bên em sẽ chốt đơn và trả lời. Hôm nay thì hàng nhà em về rất là nhiều loại ạ, nên là em sẽ lần lượt giới thiệu đi vào từng loại sản phẩm của nhà em. Và ngoài hoa lan thì bên shop nhà em có bán thêm cả phân bón, phân thuốc cho hoa lan ạ. Đây là những cái sản phẩm từ kích rễ này, kích hoa, rồi là đến những sản phẩm đặc trị các bệnh cho hoa lan. Thì mọi người cần cái loại nào thì bên em sẽ tư vấn để bán anh chị cái loại thuốc phù hợp nhé. Và bây giờ em sẽ giới thiệu anh chị đến một cái sản phẩm máy tưới lan của nhà em, và sau đó là đến những bộ tất cả những dòng hoa lan hôm nay nhà em cập bến để anh chị có thể nào chốt đơn ạ. Đây ạ, mọi người ơi, cái máy tưới lan thì thực ra là có những cái phiên video em bán hàng là em không có thời gian em quay. Vì những anh chị nào theo dõi em từ rất là lâu thì mọi người đều biết là máy nhà em lúc nào cũng sẵn hàng. Và máy tưới lan này thì nhà em có chương trình bảo hành cho anh chị trong vòng 3 tháng. Tức là 3 tháng đầu tiên khi mình mua hàng về ấy, mình sử dụng có vấn đề gì, lỗi hỏng thì bên em sẽ đổi mới cho anh chị luôn và không hề mất thêm một chi phí nào cả. Còn các linh kiện này trong quá trình mà anh chị dùng lâu ấy, có những khách người ta dùng đến 4-5 năm mới hỏng ấy. Thì ví dụ như người ta bị gãy vỡ cái bát hoặc là người ta bị hỏng cái cần ấy, thì anh chị có thể mua linh kiện thay thế. Còn đâu là cái máy này mọi người mà dùng bền ấy, nó chơi dùng rất là lâu. Mà giá một bộ sản phẩm hiện tại là chỉ có 480 một bộ thôi, và đang có chương trình miễn ship nhé. Năm nay em sẽ dành 1 năm để chạy cho anh chị cái chương trình miễn ship của cái bộ sản phẩm máy tưới lan này. Bởi vì năm nay là một năm khá là khó khăn, nên là em sẽ tạo điều kiện hết sức cho anh chị. Còn mọi phiên là các năm trước là anh chị là phải trả tiền ship. Tức là một bộ khi trả tiền ship nó rơi tầm gần 520, còn bây giờ chỉ có 480 thôi. Và đảm bảo anh chị nhá, mua lan nhà em mà mua máy tưới lan nhà em phục vụ anh chị rất ok từ A đến Z. Nhiều anh chị mua máy tưới lan bên khác mua xong thì gọi điện cho người ta còn không có được đâu. Còn nhà em là có cả một anh kỹ thuật viên chuyên về máy tưới lan để hướng dẫn anh chị mỗi khi mà anh chị có vấn đề gì về máy. Dù là anh chị hết thời gian bảo hành, bên em vẫn có thể là hỗ trợ cho anh chị được. Đấy, em xin báo giá lại một lần nữa là 480 một bộ máy tưới lan và miễn phí ship toàn quốc nha anh chị nhá. Chọn bộ đầy đủ các linh kiện, cái này là lắp ráp hết rồi. Khi mà gửi vào đóng vào thùng ấy thì bên em sẽ các anh chị về chỉ cần lắp cái cần này thôi, vặn cái cần này vào thôi. Và mọi người ơi, đặc biệt hơn như này, cái máy tưới lan này mọi người tích hợp với cái phân thuốc rất là ok. Cái bát này là cái bát màu trắng em tặng kèm để anh chị tưới phân thuốc trong quá trình sử dụng nhá. Tưới phân thuốc, đợt vừa rồi nhà em tưới phân thuốc cái sản phẩm thối nhũn cho cây ấy, mà nếu mà không có máy tưới lan này thì cũng rất là nhọc. Đấy, bộ này là cực kỳ là hiệu quả, hữu ích, cần đáng cần mua để cho anh chị khi mà mình trồng một cái vườn lan nho nhỏ ạ. Rồi bây giờ em xin phép là giới thiệu đến những sản phẩm hoa lan đẹp trong ngày hôm nay ạ. Sơn thủy tiên ạ. Hiếm có một lô sơn thủy tiên nào mà về cây mướt mượt mượt mà lại còn đẹp nữa. Còn đẹp còn rẻ nữa các anh chị ơi. Hôm nay em có duy nhất 2, 4, 6 chậu sơn thủy tiên thôi. Và em sẽ chia hình cho anh chị. Hôm nay thì những cái chậu này thì đều là những cái chậu thuần. Thân tơ thì nói là phải nói là cực nhiều đúng không ạ? Thân tơ cực nhiều. Đấy, em ký hiệu đây là mã số 1 nhá. Một chậu lùm xùm này anh chị mua hàng cân cũng còn không được bằng cái giá hiện tại em đang bán anh chị hàng chậu. Chậu này em để anh chị là 200.000 mã số 1 này, 200k này. Mã số 2 này. Chậu này thì thân của nó cái cụm bên đây là toàn thân đanh thôi này. Thân đanh chuẩn bị cho hoa này. Chậu số 2. Cái này là trồng bằng chậu nhựa đen. Mà đợt này nhà này người ta trồng rất là hay là người ta cho hết giá thể, toàn bộ vỏ thông hết. Nhiều nhà vườn người ta trồng theo kiểu tiết kiệm, phía dưới người ta lót bằng xốp, phía trên là trồng bằng giá thể, nhưng mà đây này vỏ thông này nó khít xuống tận đáy chậu luôn, nên là cây của nó yên tâm này, không cần phải sang chậu nữa. Chậu này cũng 200k, chậu to này, mã số 2, đẹp quá trời đất luôn đấy. Mã số 3 sơn thủy tiên, mã này thì chậu này to, thân của nó đanh hơn, chậu một chậu nan to đanh tròn chưa, 220.000 mã số 3. Mã này em nghĩ là hôm nay là anh chị đáng chơi đấy ạ. Mã số 4 ạ, này cũng là một chậu to trồng bằng chậu nan rất là đẹp, 220.000 nữa, mã số 4, 220. Đây ạ, em quay xa thôi ạ, nếu mà zoom gần này anh chị nhìn cái cây của nó bự lắm, tròn đều. Mã số 5 sơn thủy tiên. Một chậu cũng 200k đi. Mã số 5. Đẹp thế nhỉ?
Thực sự anh chị là hôm nay cái lô Sơn Thủy Tiên này em bán anh chị là chỉ để gọi là lấy số lượng thôi, lấy tương tác 200k. Và cuối cùng là mã số 6 nha. Chỗ này bụi rất là bự luôn. Nói chung là bụi càng bự thì giả hành nó lại không được mập bằng bụi ít thân. Nhưng mà nếu mà anh chị nào lấy số lượng thì lấy cái chậu này về là quá là nhiều thân này. Cũng 220.000 này, mã số 6 này. Chậu này nhiều thân lắm, xòe ngang to rất là nhiều. Tổng cộng là 6 chậu Sơn Thủy Tiên. À hạt Hawaii, một dòng hoa nở Tết và hoa thơm nữa. Cái Hawaii ngày xưa nó là nổi tiếng về dòng hoa thơm, một cái dòng giả hạt hoa thơm rồi. Hôm nay thì toàn bộ hôm nay em về cái loại này, nhà vườn người ta thuần bằng chậu nan. Cả nhà nhìn cho em này, chậu thuần bằng chậu nan nhé. Riêng cái vườn này người ta trồng rất là đẹp. Đảm bảo mọi người về chỉ cần treo lên thôi, trồng chậu nan này như kiểu làm tác phẩm rồi, giá lại rất là rẻ. Mã này em ký hiệu là mã số 1 nhé. Chậu này mã số 1 này, chậu này 4 thân tơ dài. Đây là 4 cái thân tơ đang đi ngọn rất là dài. Còn chưa kể những cái mầm nhỏ nhỏ xíu ở dưới này em không có tính nhá. Chậu này em bán 90.000 thôi. Mã số 1 giả hạt Hawaii 90k. Mã số 2 nhá, mã số 2. Đây này, thân dài nó chĩu xuống như thế này rồi đây này. Đây, thân này nó dài lắm, nó chĩu xuống tròn như này, cuộn tròn này. Chậu này 4 thân. Nhưng mà nó lại dài hơn chậu kia nhá. Mã này dài chưa? Trời ơi, đẹp dã man luôn á. Cái này Tết là nó có hoa này, mà hoa của nó thơm lắm. 110.000 đồng nhá, mã số 2. Mã số 3 này, một chậu lùm xùm cực kỳ là nhiều thân. Nhưng mà cái này thì chỉ có một thân kia thì rất là dài. Còn chậu này thì 2 này, 3, 4, 5, 5 này. Được rồi, 2, 4, 6, 8, 9 thân. Trời ơi, 9 thân, một thân dài đâu, là những cái thân kia thì nó ngắn hơn một chút. Mã này em cũng để cho anh chị với giá 101 thôi nhá, 101 thôi. Nhiều thân. Mã số 3 này. Mã số 4 giả hạt Hawaii. Trời ơi, mã số 4 ạ. Đây mã số 4 đây các anh ơi, hai thân siêu dài. Hai thân này phải nó dài gần 1 mét rồi, còn dưới đây những cái thân này nó ngắn hơn. Cũng nhiều thân ngắn ở phía dưới đấy ạ. Mã này 120 đi. Dài lắm, dài miên man luôn, thân mập, mã số 4. Mã số 5 giả hàng Hawaii. 4 thân nhá. 100k. 100k dài. Mã số 5 100. Lô này đẹp lắm các anh ạ, không phải sang chậu. Mã số 6, chậu này lùm xùm cực kỳ là nhiều thân. Xem nào, đếm ra là bao nhiêu thân nào. 2, 4, 6 thân dài. 6 thân dài. Mã này 130k. Mã số 6. Mã số 7. 2, 4, 6 thân. 110k. Mã số 7. Ui đẹp nhỉ, 101 một chậu. Mã số 8 giả hàng Hawaii. Ui ôi, chậu này dài chưa. Ôi, chậu này nhiều thân lắm. Mà thân dài 2, 4, 6, 7 thân. 2, 4, 6. Ừ đúng rồi, 7 thân dài. Mã này thì em để cho các anh là 150 nhá. Tôi hỏi to tướng luôn. Mã này mã số 8. Mã số 9 này. 2, 4, 6, 7. Mã này 130k. 130. Mã số 9. Mã số 10, ôi cũng nhiều thân chưa. 2, 4, 6, 8 thân. Cũng 130 nốt này. Cái này rẻ đấy. Mã số mấy rồi nhỉ? Giờ mã số 11 ạ, 11. Đây, chỗ này lùm xùm quá nhiều thân luôn, 150 luôn. Chỗ này cực kỳ là nhiều thân, 150. Ê, cái lô Hawaii hôm nay anh chị mà mua lô này giá chỉ từ 90.000 đến hơn 100. Cao nhất là 150 một chậu. Mà đây là hàng thành phẩm luôn rồi. Đây, thành phẩm luôn để anh chị chơi hoa. Đẹp lắm các anh ạ. Thiên Nga cặp bến hôm nay sẽ có hai màu. Tuy nhiên thì màu đen em về nhiều số lượng nhiều hơn là màu đỏ ạ. Màu đỏ em về số lượng rất là ít. Hiện tại là còn có duy nhất 3 chậu. Và cây đỏ thì củ nó sẽ không to như mà màu đen đâu ạ. Củ đỏ nó sẽ không to được bằng màu đen đâu. Đấy, cây đỏ ấy nhá. Em bán là 140 một chậu. Và sang đây mọi người ơi, cái màu đen thì thân của nó, anh chị nhìn cho em này, củ của nó siêu mập. Hôm nay em bán, em lên cho anh chị về cái mã này mà khách nhà em đến nhà, khách còn khen là bảo là từ trước giờ là chưa bao giờ mua được cái lô thiên nga đen nào mà thân của nó lại củ nó to như này. Cái thiên nga đen còn có một tên nữa là cây ngọc trai đen. Tại vì sao người ta gọi là ngọc trai đen? Cái bông của nó màu đen tuyền, ánh sáp lên cực kỳ là đẹp. Và cái loại này hôm nay em chia sẻ cũng 140 nhá. Đáng ra là cái thiên nga đen, cái loại ngọc trai đen này là nhập nó cao hơn. Cách đây 2 tháng em về một lô thiên nga, cây của nó không mập như thế này và đã bán ra 150 rồi. Đợt này thì em bán cho anh chị 140, là vừa bán vừa chạy số lượng ạ. 140 một chậu thiên nga. Đáng hương neo hay gọi là samurai ạ, một trong những dòng hàng phải nói là chơi hương.
tỏa hương thơm ngát quanh năm bốn mùa luôn. Cái loại này là của Thái Lan nhá, hoa của nó là màu trắng. Cái neo lần này thì nó sẽ là mụi bụi hàng dè mẹ bồng con. Đấy, bữa hôm nay thì em còn số lượng ít, em để cho các anh chị ăn, anh chị làm 150 một bụi hàng dề mẹ con nhá. Ngày trước mọi người mua 150 chắc chỉ cây nó chỉ bé được bằng như những cây này thôi. Đấy, cây của nó giờ nó rẻ nó đẹp lắm. Loại này không chơi hương thì hơi tiếc luôn ạ. Hoàng nhạn ăn ba hoa vàng lưỡi trắng ạ. Hai cây này thì là cái hàng mà 150 một cây, khách chỗ tồi nhưng mà ở đúng vào cái khu vực mà hiện tại là đang có biển động ở trong Phan Thiết ạ. Nên là hôm nay thì em xin phép là mang ra em bán lại nhá. Và hôm nay thì em sẽ chia sẻ anh chị là 130 một cây thôi. Bác nào mà làm luôn một đôi hoàng nhạn này là em để anh chị 250 một đôi. Cái cây này là rất là nhiều khách muốn lấy và tha thiết lấy nhưng không có hàng đâu ạ. 130.000 một cây thôi, nên em xả hàng ạ. Trầm rồng đỏ, những cái chậu trầm rồng đỏ hiện tại thì cây của nó có những cây vẫn còn đang đi ngọn. Cũng có cây đã thất ngọn, thân múc một mục rồi mọi người ơi. Chậu hôm nay thì em về cái lô của vườn này thì rất là đẹp. Bởi vì sao ạ? Người ta lại trồng trong những cái chậu nan như thế này. Đấy, trồng trong chậu nan này tức là người ta trồng thuần vỏ thông rồi. Về anh chị là không phải sang chậu nữa. Có những cái chậu mà người ta trồng trong cái chậu bé, mình về vẫn phải sang chậu to để cho nó nhiều dưỡng chất, nó phát triển hơn. Nhưng chậu hôm nay là chậu nan rồi thì mọi người cứ về như thế này, mọi người treo lên cho em. Đấy, chậu to nhiều thân mà thân rất là mập đẹp nhá. Hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị một chậu như thế này, trầm như thế này, rồng đỏ nhá, hoa thơm. Cái này này thì giá hôm nay chỉ có 150 một chậu thôi, 150k một chậu gọi là tác phẩm rồi ạ. Hoa thơm, hoa đẹp và chơi hoa Tết. Dòng đai châu hôm nay em về thêm một loại đai châu lai nữa, đó chính là đai châu lai hoàng tử ạ. Cái bữa trước em đã về cái loại này rồi, mọi người ơi, bữa trước đã về cái loại này rồi. Và thực sự là cái cây đai châu lai hoàng tử nó quá to, nó phải nói là nó một cái cây nó siêu bự luôn các anh ạ. Số lượng cặp lá trên 10 cặp lá, một cái cây này to đùng, lá to. Con lai này là lai hoàng tử đỏ nhá, hoa của nó sẽ ra là màu đỏ. Một chậu đai châu lai hoàng tử đỏ to đùng như này, em sẽ chia sẻ cho anh chị với giá chỉ có 150.000 thôi. 150.000 đồng một chậu. Châu hồng gấm ạ. Hồng gấm thì các phiên trước là em về cây đơn. Thì lần này nhà em lại về đó chính là lô cây đôi. Đấy, một chậu hai cây luôn các anh chị nhá. Một chậu sẽ là hai cây như thế này. Đấy các anh chị ơi. Ồ, có chậu này 3 cây này, nhưng mà chậu 3 cây thì cảm giác như là nó sẽ bé hơn là chậu 2 cây đấy ạ. Đấy, một chậu đai châu hồng gấm. Hàng này thì hoa nó rất là thơm và chơi hoa quanh năm. Em chia sẻ chỉ có 140.000 thôi. 140 nhá, cây đơn vừa rồi em bán đã 130 rồi. Ngày hôm nay anh chị mua cây đôi này mà có 140 rồi này. Đẹp chưa? Ôi, hồng gấm hôm nay số lượng nó có ít, cái lô cây đôi này có ít thôi ạ. Cát vàng chớp nữ vương ạ. Cái vàng chớp nữ vương này nó là một cái dòng cát hoa chớp rất là đẹp. Và bông hoa của nó thì rất là sai hoa. Đây mọi người ơi, giá hành nó cao. Cái này nó là vàng lưỡi đỏ, có cái mắt màu đỏ rất là mắt màu vàng rất là xinh. Và cánh của nó viền chớp nhá. Loại này thì em bán cho anh chị là 120 một chậu thôi ạ. Vàng chớp nữ vương. Đây ạ, chớp vàng nữ vương nhá. Mọi người đọc cho em cái mã này là vậy. Sang bên đây đó chính là cây tú cầu đỏ. Tú cầu đỏ hay là cây đỏ chùm. Mã này thì em vẫn tiếp tục đang có chương trình là giảm giá sale cho anh chị. Toàn bộ là hàng từ 120. Hôm nay cái mã đỏ tú cầu này nhá, em để cho canh với giá là 100.000. Đấy, cái mã này là em để cho anh chị mã này ưu đãi. Nó còn có 4 chậu thôi, để cho 100. Hàng vốn dĩ là 120. Sang bên đây đó chính là cây Siam White. Là một cái cây cát mà hoa của nó là màu trắng, họng vàng. Trời ơi, cây của nó bụi lùm cực kỳ luôn các anh ạ. Này, Siam White hôm nay chậu hơi bị lùm luôn nhá, nhiều thân nhá. Thảo dòng này cát bông to, 120.000 đồng một chậu Siam White. Cát đỏ kinh công ạ. Cát đỏ kinh công này thì em sẽ sale mạnh hơn cho anh chị hôm nay, bởi vì nó còn duy nhất 4 chậu. Một cái chậu đỏ kinh công này là giá 220 một chậu. Hôm nay em giảm giá cho anh chị là 190.000 đồng một chậu nhá. Đây ạ, 190. Cái chậu này nhiều thân về anh chị trồng là phải cố định cho em lên. Bởi vì cái này là em không có cố định bằng que nẹp, nên là lá có những cái lá nó hơi xệ xuống. Đồng giá anh chị là 190k. Còn bên đây là cây mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ thì em còn đúng 2 chậu. Mã này là hàng 220. Giảm giá anh chị hôm nay là chậu này là 200. Còn một cây mặt trời đỏ đẹp này. Đây này, cái lá cát vận chuyển đôi khi nó có một cái lá nó dập như này, mọi người thông cảm nhé. Quan trọng là chậu nó là chậu to, nhiều thân, không có vấn đề gì cả. Cây nó rất là đẹp, mầm đẹp. Còn cái chậu này là cũng là mặt trời đỏ, nhưng mà con cún nhà em nó cắn mất 3 cái lá này. Nó có vết răng, nhìn nó xấu một tí, còn thân nó rất là khỏe. Chậu này xả cho anh chị nhá, chậu to này là 160k. Đấy, thân vẫn không sao, nhưng còn quan trọng cái lá của nó bị 3 cái lá này, có vết răng này. Tính cho anh chị 160 chậu này. Cát thông sơ phan gôn, bông to, bông đại, sai hoa. Loại này thì giảm giá hôm nay sẽ là 130 một chậu to. Hàng này bữa toàn là bán 150 hết canh nhá. Toàn bán 150 hết. Nhìn cho em cái cây của nó này, nhiều thân lắm ạ. Cái bầu này là bầu xe to, chỉ có duy nhất lần này là cái vườn này người ta
xuất cái mã này giá rẻ, chứ thường cái bầu to này cũng phải rơi tầm 170-180 trở lên. Thông Safran Gold. Hôm nay em có về một cái loại cắt hồng đậm mọi người ơi, hồng đậm. Đấy, cái dòng này thì bầu của nó sẽ là bầu nhỏ, nhưng mà cũng một chậu thì cũng tương đối là nhiều thân chứ không phải là ít thân đâu ạ. Đấy, đây là cắt hồng đậm. Cái bữa trước thì em bán một loại này là 120 đúng không? Hôm nay thì em sẽ để ưu đãi cho anh chị trong phiên ngày hôm nay. Cũng là một cái phiên ngày cuối tuần, để cho anh chị hôm nay là 100.000 đồng một chậu nhá. Hôm nay là em bán cắt này, mã này là mã hồng, hồng đậm tri ân cho anh chị 100.000. Cắt đỏ son Ấn Độ, em còn đúng duy nhất 3 bụi. Cái đỏ son này thì cánh nó sáp, nó là dòng cánh sáp. Chậu quá nhiều thân luôn các anh ạ. Này, chậu cực kỳ là nhiều thân. Cái đỏ son này là đỏ son cánh sáp ạ. Còn 3 chậu, 130 một chậu nhá. Cái mã đỏ son này hàng hàng này hàng VIP đẹp, cắt hai lá nhá. Dòng cắt hai lá này hoa hoa đẹp lắm. Loại cắt tiếp nữa đó chính là cây cắt New Hammer, một cái dòng cắt lá mít bông to. Dòng New Hammer. Giống này thì em nhập cao tiền nhá, nhưng mà thôi sẽ bán tri ân cho anh chị. Cái New Hammer này 100.000 đồng một chậu. Cái lá của nó vận chuyển thì nhiều cái lá nó hơi bị dập một chút xíu như thế này thì mọi người thông cảm này. Cái New Hammer mà cái loại này nhá, cây của nó rất là dễ đậu mèo. Hoa đẹp, hoa màu vàng. Cánh của nó cũng viền vàng chớp chớp, đẹp xinh. 100k một chậu New Hammer ạ. Damari lưỡi đỏ. Damari từ rất là lâu rồi em mới về cái dòng Damari này. Nó là một cái loại nổi tiếng từ trước đến giờ rồi và giá thành nó rất là cao. Tuy nhiên thì so với bây giờ thì giá thành nó đã mềm mại hơn nhiều. Ví dụ như em ví dụ cho các anh chị nhé, ví dụ như một cái chậu như thế này, hồi xưa thì nó chỉ ngắn cún như thế này thôi đã là 150 một chậu rồi, mà hôm nay chậu này thân dài nhá, thân tơ nhiều nhá. Cái lô Damari này là lưỡi đỏ, hoa đam thì nó rất là bền, bông nó to, màu trắng lưỡi đỏ, khuôn bông đẹp và thơm. Cái Damari hôm nay em chia sẻ một chậu cây tơ đẹp như thế này, giá là 140 một chậu thôi. Hàng này về rất là ít đấy, về rất là ít. Đây, cái nụ hoa của nó này cũng có một hai cây nó có nụ, còn đâu đa phần em lấy cho anh chị là cây tơ. Cây này là cây trưởng thành rồi, đủ khả năng cho hoa rồi, Damari. Tiếp theo thì em giới thiệu cho anh chị đến lô Vũ Nữ Hoàng Hậu. Hoàng Hậu hôm nay thì bụi rất là to mọi người ơi, nhìn cho em này, những cái chậu Hoàng Hậu bụi siêu to đùng, hàng khủng luôn. Đây là em sẽ nhấc thử cho anh chị một chậu để cho mọi người xem cái độ to nó như thế nào nhá. Đây, anh nhấc cho em cái chậu đầu tiên. Đấy, mọi người ơi, này. Nếu như một năm trước mọi người mua những cái hàng khủng này, nó phải rơi tầm 350 đến hơn 400 một chậu Hoàng Hậu đúng không ạ? Đấy, ngày hôm nay thì em xin phép chia sẻ cho anh chị một chậu Vũ Nữ Hoàng Hậu bụi khủng to đùng như thế này. Giá hôm nay chỉ có 170.000 một chậu thôi. Đấy, 170.000 đồng một chậu Vũ Nữ Hoàng Hậu siêu to đùng. Anh chị nào hôm nay mà mua hai chậu nhá, em sẽ tính cho anh chị 160 một chậu. Đấy, em có ít nên là em chia sẻ anh chị là với giá 170. Kế tiếp bên đây là những con đai châu Thái, nhưng mà hàng này thì hàng phân hoa, đó chính là hoa màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ này thì hôm nay em cũng sẽ quay cho anh chị theo chậu nhá. Bởi vì thực ra cũng có cây thì mẹ con, có cây thì cây to đều nhau, thì mình quay theo chậu này nó có dễ hơn, dễ chọn hơn. Mã này mã số 1 nhá, một con hai thân, rất là đều, rất là đẹp đây mọi người ơi. Hàng này hàng chơi hoa Tết luôn ạ. Cái lô này thì cây của nó sẽ đẩy nụ sau hơn là so với cây đơn vừa rồi. Mã này hai cây đẹp, em bán cho anh chị là 220.000. Mã số 2 cũng hai cây rất là đẹp, chất lá con này rất là dày, cũng là một con màu đỏ, hai cây to. Con này thì cái lá chân bên đây nó hơi bị rớt một cái lá chân bên đây. Con này thanh lý cho anh chị là 190.000, nhưng con này chất lá rất là dày luôn, lỗi một cái lá chân thôi. Mã số 3 này. Mã số 3 là cây mẹ cây con mẹ thì siêu to đùng luôn. Con mẹ cực kỳ là to. Và cây con này nó nhỏ hơn một chút, nhưng mà cây này chất lá và bản lá nó to lắm các anh ạ. Con này 220.000. Mã số 4, một con đai châu đỏ nữa. Con này cũng là cây đôi, nhưng mà nếu mà nói thì nó... cây này đẹp ạ. Con này cũng 220 đi. Con số 4 này. Con số 5 này, con VIP này. Con này là hai con to đùng luôn. Hai con này to đùng mà đều nhau luôn nhá. Hai con này to đùng mà rất là đều nhau. Cái này là mấy bữa nữa là sưng hơi bị nhiều nụ ạ. Hai con này là to đều đây. Ví dụ như đứng cạnh cây này 220, và con này thì chắc chắn con này nó ăn đứt luôn ạ. Này, con này 250 nhá. Mã số 5. Và em có một con châu cam. Châu cam này là cam lửa, cây mẹ bồng con. Hàng này thì hàng 220, nhưng còn một con cam cuối cùng em để anh chị 200 thôi. Đấy, còn một con đai châu cam to. Cái này thì vòi rất là dài nhá. Châu hồng cánh sen. Hàng chậu chậu này là chậu size chậu vuông to, xong lại là hàng thuần than nhá các anh chị nhá.
hàng thuần than, chậu vuông to. Cây này thì có những cây lá ngắn, có những cây lá dài, nhưng mà cây lá ngắn thì cảm giác như là nó mít hơn và nó sẽ không to được bằng cây lá dài. Đấy mọi người này, đây là một cái cây hồng cánh sen lá ngắn này. Trước đây mà nói mà để mua một cái chậu hồng cánh sen thì em nghĩ là nó phải tiền vài trăm, chứ không có hơn trăm hoặc là chưa đến 200 một chậu đâu. Cái mã hôm nay thì cây của nó rất là đẹp, hàng thuần than này, em thấy là nhiều anh chị thích. Bữa trước về một lô mà khách người ta ưa thích cái loại này nhiều, thế này là em cũng lại ưu tiên cái vườn này nhiều hơn. Hôm nay thì em để cho các anh là 190 một giò thôi. Một cái giò đai châu này là 190 này. Đấy, châu này thì hàng ngày em sẽ để cho anh chị là 3 chậu miễn ship đối với hồng cánh sen nhá. Hàng này thì em bao chuẩn mặt hoa luôn cho anh chị. Đấy, cái lôi hồng cánh sen hôm nay đẹp chưa? 190 ạ. Hoàng thảo Gatom Sunray, một trong những cái dòng hoàng thảo hoa vàng, màu rất là tươi tắn, với cái họng của nó là màu đỏ nhung. Cái loại này là của bên Thái Lan, người ta nhân giống ra cái loại mà bông nó vừa to, cánh nó vừa dày nhá. Và giá hôm nay thì anh chị ơi, một cái mức giá rất là mềm nhất từ trước đến giờ. Một chậu nhiều thân như thế này. Đây các anh chị này, hàng hôm nay về bụi lùm lắm các anh ạ. Đấy, bụi nó lùm, nó nhiều thân. Và cây này đều là những cái cây thân đanh, nó thất ngọn và trưởng thành đủ tuổi cho hoa rồi. Chia sẻ cho các anh với giá là 150.000 đồng một chậu. Đồng giá là 150 một chậu thôi nhá. Cả hàng hồng ngọc ạ. Hồng ngọc, bông của nó dòng bông cánh bầu. Dòng này hồi đó là một dòng phi điệp giả hạc. Trước đây nó là dòng giả hạc hot đình đám đấy anh chị ạ. Em có 3 mã nhá. Em sẽ quay anh chị theo từng mã như sau. Mã này là mã số 1 này. Một chậu hồng ngọc đây anh chị ơi, thân của chậu này rất là dài. Đấy, thân đanh và mầm gốc cũng đang lên. Chậu này em để cho các anh là 120.000 này. Mã số 2 giả hạc hồng ngọc. Chậu này thì nó ít, nó ngắn hơn. Thân của nó thì nhiều hơn, có vẻ nhìn nó đầy đặn hơn một chút, nhưng mà nó lại thân ngắn, nó còi hơn. Có một cái ngọn này là vừa rồi vận chuyển nó bị gãy này. Đấy, chậu này em thanh lý cho anh chị là 70.000 nhá. 70.000 chậu số 2 giả hạc hồng ngọc. Và chậu số 3 này. Chậu số 3 cũng là một chậu nhiều thân. Đấy các anh chị ơi, một chậu rất là dài, rất là nhiều thân. Đây, chậu này thì chậu dài, thân mập nhất. Chậu này để cho các anh 90.000 nhá. 90.000 chậu số 3. Đấy, tổng cộng là có 3 chậu giả hạc hồng ngọc. Em đính kèm cho anh chị mặt hoa ở trên màn hình nhá. Em dọn vừa một số mã hạc vĩ thiên cung lữ bố nhá. Cái dòng này là hàng ươm ghi của Đài Loan nên bông hoa của nó rất là tím đậm. Cái lô này là giá khi mà mới về này, em bán có những chậu nó lên đến 200, 170 đến 200 một chậu. Còn hôm nay là hàng xả thì giá nó cũng sẽ rẻ hơn thôi. Đây là có những cây nó xuống lá này, một số cây nó xuống lá này, mầm gốc thì nó vẫn lên. Nhưng cái này về anh chị phải trồng lại cho em. Bởi vì đợt vừa rồi ấy, nói chung là cái lô này về là cũng có mấy chậu về nó bị bung cái chậu. Người ta trồng, nhà vườn người ta trồng theo kiểu tiết kiệm, là dưới người ta lót xốp nên là giá thể nó chưa được đầy đặn đâu, về vẫn phải sang chậu. Mã này ký hiệu mã số 1 này. Em để cho các anh chậu này với giá 70.000. Mã số 2 này, chậu này dài này. Mầm gốc lên nhiều chưa? 90.000 nhá, 90.000. Mã số 2. Mã số 3 cũng là một chậu 70.000. Hàng Vĩ Thiên Cung lựa bố. Và mã số 4 này, mã này Tết vừa rồi bán 200. Hôm nay chậu này dài chưa? Mã này 120. Đấy, 4 chậu Hạc Vĩ Thiên Cung lựa bố ạ. Đây mọi người ơi. Cái dòng này thì dễ trồng, dễ chăm thôi. Hoa thì nó như suối hoa đẹp lắm. Còn một chậu trầm cổ duy nhất, chậu này là 2, 4, 6, 7 thân. 7 thân các anh ạ. Một chậu trầm cổ rất là dài. Mã này giảm giá cho anh chị là 120.000. Đấy, chậu 7 thân này là 160. Còn đúng một chậu cuối ạ. Nó thắt ngọn rồi các anh ơi. Hoa này là hoa trắng tinh nhá. Vanda trắng lưỡi tím, à vàng lưỡi tím ạ. Đây là màu vàng lưỡi tím, cái màu mới nhá. Cái loại này là toàn bộ này em bán là 160 hết. Hôm nay em sẽ sale cho anh chị cái mã này. Cây nó sẽ là cây mẹ bồng cây con. Đấy, hàng từ Thái thì về nó thi thoảng nó hơi lỗi lá nhẹ thôi. Đấy, cây mẹ bồng cây con như thế này, giá là 120k, hàng 160. Còn bên đây là cây Vanda màu hồng đại, chậu cây đôi, chậu hai cây như thế này này. Hồng đại cũng sale anh chị 120. Toàn bộ ngày hôm nay cái vườn đằng trước này em sẽ xả anh chị những cái lô cây Vanda giá có 120 một chậu thôi. Mekong xanh lá biên, dòng Mekong xanh này thì thân lá của nó thứ nhất là viền, nó cũng là viền biên. Và bông hoa của nó màu xanh cốm, bông hoa nở ra cũng có những cái viền màu trắng biên rất là đẹp. Loại này là dòng lá biên sưu tầm. Ngày trước mà anh chị mua thì nó chỉ là những cái mầm bé xíu thôi mà giá thành nó cũng rất là cao rồi. Và hôm nay thì em Nhung chia sẻ cho anh chị một lô Mekong xanh lá biên. Hàng đẹp như thế này nhá, hàng đẹp như thế này. Và giá hôm nay em để cho các anh chỉ có 140.000 thôi, 140.000 đồng một chậu nhá.
Bữa trước anh chị biết là cái lô này về nó rơi tầm bao nhiêu? 170 đấy. Bữa trước, cách đây tầm 2 tháng. Lô hôm nay về em có một cái lô hàng ưu tiên giá 140. Lan thạch hộc tía. Cái này thì nó là một cái dòng hoa lan, nhưng thực chất nhá, nó lại là một cái dòng vị thuốc quý. Bên nước ngoài, đặc biệt là hơn Trung Quốc nhá, có những đợt nó thu mua cái loại này rất là nhiều. Người ta nhân giống ra, sau đó là người ta lại xuất bán. Đấy, nói chung là người ta thu mua liên tục. Ở bên nước ngoài thì người ta còn cái sản phẩm này, người ta còn làm thuốc này, ngâm rượu này, nấu canh này. Cái này thì mọi người lên trên Google, mọi người search cho em những cái công dụng của nó. Bởi vì em thì em cũng gọi là đọc thêm những cái thông tin ở trên mạng thôi. Bởi vì nghe cái loại này từ trước đến giờ, cũng nghe danh nó từ lâu rồi. Nhưng mà mình khi nào mình vận dụng thì mình phải thêm khảo thêm từ những cái trang sách, trang mạng. Đấy, hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị một chậu thạch hộc tía nhá canh. Thạch hộc tía tầm này là nó còn rẻ đấy ạ. Những cái năm trước mà mua một chậu thạch hộc tía này vài trăm nghìn cũng không có mà mua đâu. Hôm nay em để cho các anh một chậu thạch hộc tía này, chậu nhiều thân. Cái này là thuần rồi, về anh chị sang cho em bầu to hơn. Bởi vì cái chậu này nó cũng rất là sum suê rồi. Hoa nó màu xanh cốm, cái lưỡi của nó là lưỡi đỏ, hoa đẹp. Hoa cũng đẹp mà sai, mà cái này quan trọng nhất là nó là một cái dược liệu quý. Đấy, trồng nhân giống lên cho em, biết đâu đến lúc nào đó mình lại cần đến sự cái công dụng của nó. Giá em bán cho anh chị là 65.000 đồng một chậu. Đấy, 65k một chậu thạch hộc tía nhá. Hàng số lượng có ít thôi. Tiếp đến là trầm. Trầm hôm nay thì em còn 3 chậu. Đây là trầm DH93, một trong những dòng trầm thân thủ. Bây giờ thân của nó bây giờ giai đoạn thắt ngọn mà nó siêu mập như này rồi các anh chị ạ. Cái này thì bán cho anh chị để chơi Tết, nhưng mà nó cũng là giá như kiểu giá để làm giống thôi. Em còn 3 chậu nhá. Đấy, chậu này thì hai thân đều, còn đâu những cái chậu kia thì vừa thân cao thân thấp. Đồng giá cho anh chị là 90.000 đồng một chậu trầm DH93. Cái này ngày xưa mua cái cọng thấp thấp bé bé kìa, 150 một cọng, nó chỉ bé bằng một cái thân nhỏ nhỏ kia thôi. Bây giờ ai bán 90.000 một chậu nhiều thân là thân dài này. Dendro Xuân ạ. Cái Dendro Xuân lần này thì em sẽ về cái lô của vườn này thì nó là hàng sổ số. Tức là cái lô này nó sẽ ra nhiều màu hoa khác nhau, nhưng mà nó lại không có phân được mặt hoa. Loại này thì bụi của nó là hàng thuần vườn rồi ạ. Thuần rất là tự nhiên, và thứ hai là chậu rất là nhiều thân. Đây em mang thử cho anh chị thử một vài chậu nhé. Đấy, cái hàng này là hàng bụi to luôn. Bụi to luôn này. Đấy, thân nó xúm xím vào nhau này. Mười mấy thân trở lên trong một chậu ấy ạ. Nhiều lắm, nói chung là nhiều đầu trong một chậu đó. Cực kỳ là nhiều đầu. Và mọi người thấy là những cái lá nó vàng ấy, mọi người biết tại sao không? Tầm này là nó đang vào giai đoạn thắt ngọn của cây dòng Dendro rồi. Dendro nó cũng là một cái dòng thân thòng. Thắt ngọn xong nó mới đến lúc mà nó xuống lá rồi nó sẽ đâm nụ cho hoa. Hôm nay thì một cái chậu to đành như thế này thì em chia sẻ cho các anh là 180.000 nhá. 180.000 một chậu Dendro Xuân chậu to. Hàng này hoa sổ nhá. Tại vì em có cả một loại phân màu nữa thì của những cái vườn khác nhau. Đây, nhìn tổng quan cho em cái lô này rất là đẹp ạ. Có 3 chậu kiều mỡ gà. Mấy đợt trước thì em thấy cũng có đợt mà nó rộ lên như kiểu mỡ gà mọi người mua nhiều, nhưng đợt này thì lại thấy hơi chậm hơn, nên là hôm nay thì em sẽ giảm giá cho anh chị cái lô kiều này nhá. Toàn bộ khi mà hàng mới về em bán tầm 270-300 một chậu. Hôm nay em sale anh chị này, mã này là mã số 1 này. Mã này lá mít tròn đẹp, nhiều thân tơ. Đây này, quan trọng đây là chậu to, nên là cái mắt nụ của nó cả nhà nhìn chưa, nó đã lồi, nó sưng lên rồi này. Là cái mắt nụ năm nay này, toàn nụ là nụ thôi. Năm nay là hơi bị đã nụ luôn. Mã này là 230. Mã số 2, con này thì lại lên rất là nhiều mầm gốc này. Con này cũng thân đanh, thân to, nụ hoa đây, đã trồi hết ra rồi đây này. Đấy, con này cũng 230 nhá. Hôm nay là hàng giảm giá rồi đấy ạ. Còn mã số 3, con mã số 3 này thì thân, đấy cũng thân rất là cao. Thân nó cao chẳng qua là nó không đều thân. Khóm bên đây thì thấp, khóm bên đây thì cao dài, nhưng mà quan trọng là nụ hoa của nó cũng đang sưng nhiều. Chậu này thì em để anh chị 220, toàn bộ là 270, hôm nay sale anh chị có 3 chậu kiều mỡ gà. Còn ngoài ra thì anh chị nếu mà lấy ấy, thì anh chị lấy cho em sang cái loại size nhỏ này. Cái size nhỏ này là hàng 150 của em. Và bây giờ em đang giảm giá anh chị là còn 100 bao nhiêu nhỉ? 110.000 nhá. 150 hôm nay sale 110. Cái này thì mắt nụ nó cũng đanh, nhưng mà nếu mà nói so về độ to của cây thì nó bé hơn. Đây, cái loại 230 này, còn cái loại 101 này. Đấy, cái 101 là đã giảm giá từ 150 xuống 101 rồi nhá mọi người nhá. Nên hôm nay là em đã sale anh chị rất là nhiều những mã hoa lan đẹp rẻ rồi đấy ạ. Phi điệp chớp Mỹ ạ, hay là giả hạc chớp Mỹ. Hôm nay thì về thêm một lô hàng mới toanh và để phục vụ anh chị chơi hoa Tết đây ạ. Nó là một cái dòng phi điệp thân mập và dòng này hoa rất là thơm, nó đúng vào dịp Tết luôn. Và cây hôm nay chậu cũng khá là nhiều thân các anh chị ơi. Một cái giò chớp Mỹ hôm nay thì em chia sẻ anh chị với giá là 160k một chậu thôi. 160k một chậu chớp Mỹ nhá. Khu vực Bắc em có 4
chậu nhá. Chậu này mã số 2 ạ, một chậu kiều lộ bắc thân dài, nhiều thân tơ. Mã này em để cho các anh là 210.000 đồng, 210.000 đồng mã kiều lộ bắc này. Tiếp theo là mã này là mã số 5. Mã này 160k, thân nó lùn lùn nhá, 160. Mã này mã số 6 cũng 201 này. Mã số 6 kiều lộ bắc cũng 201. Và mã này là mã số 1 cũng 201, nhiều thân.